Em Trực xin kính chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh Hồng Trực Bác sĩ Nha Trang. Thì vì trời mưa nên ngày hôm nay em Trực sẽ review cái tuyến đường từ đoạn xã Dương Thạnh đi tới tuyến Ngã Tư, quốc lộ 62 và đường keo Bé Quét nha cả nhà. Thì đây là đoạn của xã Dương Thạnh này, khu vực dân cư rất là đông. Và cái tuyến đường quốc lộ 1E này nó cũng kết nối đi vào tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì đâu đó khoảng chừng là hơn 400 cây số cả nhà. Và đi trên tuyến đường này thì chúng ta sẽ đi gặp cái ngã tư đầu tiên, chính là ngã tư Đà Lạt. Lát ở sau đây em Trực sẽ chạy tới đó và nói chi tiết tới cái đoạn ngã tư này để cô quý cô chú anh chị nhà mình lần đầu tiên trên kênh của em sẽ hiểu rõ hơn về Dương Khánh. Đây anh chị, đi tới cái đoạn này á, đi sang đoạn này thì chính là cái ngã tư Đà Lạt. Đi thẳng thì chúng ta sẽ đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Còn rẽ bên tay trái này thì chúng ta sẽ tới được là cái ngã tư Hương lộ 62 và quốc lộ qua đường Cây Bơ Quét. Đồng thời chúng ta sẽ đi tới được là cao tốc Bắc Nam. Rẽ bên tay trái sẽ đi vào cao tốc Bắc Nam, còn đi thẳng sẽ tới là huyện Khánh Vĩnh và đi tới thành phố Đà Lạt. Thì cách thành phố Đà Lạt mình là khoảng chừng là hơn 100 km. Thì xã Dương Thạnh tiếp giáp với xã Dương Lạc nha cả nhà. Thì lát nữa tới đó em Trực sẽ review về khu hành chính mới tại xã Dương Lạc. Bên tay phải em Trực chính là khu hành chính mới nha cả nhà. Đây chính là trường Trung học phổ thông Võ Nghi Giáp. Thì khu hành chính mới này nó gần sát bên cạnh luôn. Thì hiện tại là đang xây hoàn thiện khoảng chừng là 30% rồi. Chỗ này chính là đường D6 nha cả nhà. Đây còn tới rồi. Đây bên tay phải em chính là đường D6, tuyến đường có nối từ đường Cây Bơ Quét đi qua đường tỉnh lộ 2. Thì mình đi đâu đó khoảng chừng có 5-10 phút rồi cả nhà. Và chỗ này chính là đường Lục Bình nha cả nhà. Bên tay phải em Trực và bên tay trái em Trực thì mình sẽ đi vào là xã Dương Bình. Thì chuẩn bị sắp tới là xã Dương Bình và xã Dương Lộc sẽ sáp nhập thành xã Bình Lộc nha cả nhà. Và mình đi khoảng chừng là 10 phút nữa sẽ đi qua là cây xăng Hân Thịnh để tới ngã tư
Hương Lộ 62 và Gamer Web. Đây bên tay phải em trực chính là cây xăng Hưng Thịnh, đoạn này thì thuộc xã Dương Hòa rồi nha cả nhà. Còn đoạn này thì chúng ta sẽ đi tới được là trường trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa, và chỗ đó cũng chính là ngã tư đường Hương Lộ 62 và đường Kem Bé Quét. Thì video này em được xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành một chút thời gian xem hết đoạn clip này. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị nhà mình ở một video tiếp theo.